công chúa Latter và tôi không sợ gì cả. Nhiễm là một sinh vật luôn luôn cô độc. Không phiền nhẹ, vì mình có thể tự chăm sóc bản thân. Chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mùa khô tới. Người hùng dũng cảm phải có một cuộc hành trình đến khu rừng gấu và cứu lấy nguồn nước, và mùa xuân sẽ quay trở lại. Thật là một chuyện cổ tích nhảm nhí. Tôi sẽ đi tìm. Cái con bé Nhiễm này còn điên hơn cả con quả già kia nữa. Một câu cảm ơn đơn giản sẽ không sao. Dựa trên tác phẩm Ăn Khách. Nghe giang hồ đồn chỗ này nguy hiểm lắm, thu giữ ở khắp mọi nơi luôn. Có gì nguy hiểm đâu chứ, không có gì hết thấy chứ. Hạt xấu này, một con nhím nhỏ xíu và một con sóc nhắc gan muốn lấy viên đá thần kỳ. Các người cứ chờ đó mà coi, nhất định phải lấy được viên đá đó. Theo chân đôi bạn hoàn cảnh. Nhím ơi, đôi chờ. Trong chuyến phiêu lưu kỳ thú, hai đứa cần ở cùng nhau. Thắng được ta đi rồi, muốn nói gì thì nói. Mình nhớ nhà quá. Đừng có lo, chúng ta sẽ có cách. Viên đá là của ta. Được rồi, nào kết thúc chuyện này đi. Cậu là tuyệt nhất. Nhiễm sốc và viên đá thần kỳ. Chúng ta giỏi hay chúng ta siêu giỏi? Galaxy hân hạnh phát hành.